Từ gỗ Sử Nguyễn Hồng xin được kính chào tất cả các anh chị. Bữa nay bữa chiều tối nay mấy anh em thợ đục cũng nghỉ rồi, hàng em mới làm xong, em bỏ ra quay cho anh chị coi một tác phẩm nhất mã được chế tác bằng gỗ mun sừng Khánh Hòa. Đây là một bức hàng đục kỹ, anh chị thấy từng nét mặt, từ gân guốc trên cái mặt, dáng dấp của chú ngựa, những cái lông bờm, lông đuôi, quan trọng là về cái thần thái và về cái bố tạo cảnh cân đối hài hòa tất cả chi tiết của chú ngựa nữa. Anh chị có thể thấy đây là hàng đục kỹ ở bên em, tác phẩm nhất mã này với cái chiều cao là 78, chiều ngang là 60 và chiều sâu là 38. Dạ vâng, chú nhất mã đang sở hữu một số vòng đo cân đối chiều cao 78, chiều ngang 60 và chiều sâu là 38. Em quay chi tiết cho anh chị xem. Đó. Một tác phẩm đục kỹ để khác với tác phẩm hàng chợ. Và khi kiếm được cái cục phôi gỗ mun sừng Khánh Hòa này rồi thì nhất quyết là phải đục kỹ thôi, không đục thường được. Phải đục kỹ thôi chứ không qua loa được. Tại vì giá trị của cái gỗ mun sừng này là cũng cao rồi. Vỡ được một cục gỗ phôi đẹp này là bên em phải làm sao cho ưng ý nhất. Gân guốc, từng cái gân guốc trên mặt, từng cái bầm bím, tai tóc. Đó. Tác phẩm này thì chắc là không có điểm nào để chê. Mọi chi tiết thông tin về sản phẩm, anh chị liên hệ với số điện thoại của bên tượng gỗ Nguyễn Hồng, số điện thoại 0987336318. Dạ vâng, số điện thoại 0987336318. Anh chị có thể gọi trực tiếp cho em hoặc là các bạn có Zalo với em để gọi. Và anh chị đừng quên nhấn cái đăng ký kênh YouTube của tượng gỗ Nguyễn Hồng để xem những video về sản phẩm em làm ra sắp tới. Đã, em quay thêm một chút nữa kỹ càng hơn cho một tác phẩm hàng đục kỹ tuyệt đẹp của, cho anh chị coi. Đã, và em xin được hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em quay về sản phẩm làm ra hàng ngày bên em.